Hey yo, xin chào anh em. Drop it. Thì hôm trước mình có đăng một cái ảnh lên Instagram với cả lên cái cộng đồng của YouTube ý. Cái đăng ảnh lên YouTube ý, mình có hỏi là nghe nói bên Nhật người ta không thích đi giày fake, nghe nói người ta như thế này như thế nọ. Thì mình có đăng một cái là mọi người có muốn mình review đôi con cưng của mình hay không. Và mọi người hưởng ứng rất là nhiều. Và hôm nay, nói đây, mình như đã hứa thì mình sẽ review đôi con cưng đó. Thì đó chính là một đôi Gigi Boost Zebra 350. Thì đây là một đôi mà mình khá là thích từ khi nó release rồi. Nhưng mà hồi đó còn học sinh trẻ trâu thì mình có tiền mà mua. Hôm nay thì mình đã có thể pick up cho mình một đôi Gigi Boost 350 Zebra. Thực sự quá là đẹp. Thì hôm trước mình có mang nó lên trên Hồ Gươm. Thì hôm đấy là hôm mà kiểu như mọi người chưa biết thì nếu gần đây thì vào ngày 14 tháng 4 thì mình sẽ bay sang Nhật du học. Và hôm đó là hôm mà mình chia tay bạn bè. Thì hôm đấy mình có rủ ba người bạn của mình lên trên Hồ Gươm chơi. Ba người đấy đều là những người bán giày fake như mình. Lên trên Hồ Gươm chơi thì thực sự hôm đấy mình rất là vui vì cũng có gặp được vài người quen biết mình, cũng gặp được vài người nhận ra mình. Và có một người đã kéo mình lại. Thực sự lúc đấy mình cứ thử bị ăn đòn cơ. Tự nhiên đang đi trên cái xe thăng bằng, tự nhiên ông ấy kéo mình lại, giữ mình lại. Thực sự hôm đấy mình thường ăn đấm bắt mồm, kiểu hỏi mình có phải anh review giày không. Mình tưởng thì ông ấy ghét giày fake ấy, ông ấy đấm mình ấy, kinh quá rồi. Thế là, nhưng mà cũng là may bạn ấy bảo bạn ấy quý mình, bắt tay mình. Thực sự là mình rất là thích cái kiểu gọi là như vậy, mình không hề chảnh chó một chút nào. Nên là ai gặp mình thì cứ gọi mình là mình sẽ chạy lại liền à. Đó, thì trở lại vấn đề chính thì hôm nay mình sẽ gọi là review cho mọi người cái đôi Gigi Boost này của mình. Thì lúc mình mua đôi này nó hết size rồi, nó còn đúng size 41 1/3 thôi. Và mình đáng nhẽ đi đôi này ấy, thì mình phải lên nửa size ấy. Nhưng mà hôm đấy hết size mới rồi còn nỗi size này. Thế nên mình đành phải mua đôi này và mình phải tháo cái lót ra đó. Mình phải tháo nó ra vì sợ vì đi cái lót của nó bị kích chân ấy, mình vứt ở trong này rồi. Đó, mình phải tháo ra. Và thực sự đôi Zebra này nó rất là đẹp. Mình không biết là mọi người thích cái phối màu nào, nhưng đối với mình thì cái màu Zebra này là cái màu mà phối màu mà là mình yêu nhất, mình ưng nhất. Tại vì sao? Vì nó quá là đẹp. Vì nó rất là đẹp chứ không phải quá là đẹp. Không biết nói gì, chỉ biết nói là nó quá là đẹp thôi. Thì thường thường thì người ta hay đi gì. Ngày trước mình có đi một đôi fake và mình có buộc dây kiểu sừng trâu. Nhưng mà khi bây giờ mình lấy lại thì mình thấy cái kiểu buộc dây kiểu OG ấy, kiểu OG ấy vẫn là đẹp nhất. Mình chỉ cho hơi phùng ra một tí thôi, mình thắt cái nút này lại. Và điểm khác biệt của những cái đôi fake thì thực sự cái dây này nó rất là cứng ấy. Nó rất là cứng luôn. Thế nên là mình có uốn nắn kiểu gì, có ấy kiểu gì thì nó cũng vẫn về nguyên hiện trạng à. Cái đằng sau thực sự cái lúc ấy cái đôi này nó phải gọi là cứng vãi cả đái luôn ấy. Nó cứng cực. Và cái đít con này nó thực sự rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Cái con bình thường ấy, mình không biết là những con rep như nào, nhưng mà cái con bình thường nó sẽ phồng cái chỗ này ra, nó sẽ chìa ra. Còn cái con này hoàn thiện, nó rất là tốt, detail rất là tốt. Nó đi nó xiên như thế này, nó xiên như thế này này. Đó, rất là đẹp. Và cái đít nó trông nó kiểu bầu ấy. Mình đã đi rồi, thế nên là trông nó hơi bị bẩn một chút đây này. Và thực sự cái đèn nó hơi chói. Đó, nhưng mà mình clean hết rồi, mình đã clean rồi. Mình đi xong rồi mình clean luôn. Tại vì là thực sự là mình cũng phải giữ gìn một chút. Mình cũng thấy là cái đôi fake thì nó sẽ không bị trắng như này. Nó sẽ kiểu là một cái cục luôn ấy. Nó sẽ không trắng như này và nó bành rất là đẹp. Đó, bành rất là đẹp. Đó. Nói chung thì thực sự là mình cũng không biết review con này nó phải review như thế nào. Nói chung là cái đôi Gigi Zebra này thì rất là nhiều người, rất là seller, rất là những hype beat Việt Nam đã từng đi và người ta đã review rồi. Mình làm video này mình thấy hơi ất ơ. Cũng không có cái gì để mà nói, thì nó cũng chỉ là một đôi giày mà thôi. Đó, thì đi thì mình cảm giác thì nó êm hơn những cái đôi kia. Mình cảm giác nó thoải mái hơn và thì nó trông nó cũng hài. Thực ra bây giờ đi real hay đi fake ra ngoài đường thì nó cũng auto là fake à. Thì người Việt Nam mà, thì thực sự là mình không chê đi fake hay đi real, nhưng mà nói chung là bây giờ ra ngoài đường ấy thì nó cũng tràn lan mà, mấy cái đôi 1/1 hay gì ấy thì nó cũng giống, rất là giống. Thực sự đến mình check fake hay check real thì mình thực sự mình nhìn vào một đôi rep 1/1 của sở PK ấy thì mình cũng không thể nhận ra nó là fake hay là real. Vì nó quá là đẹp luôn, độ hoàn thiện nó có khi ấy, nhiều người còn bảo là anh ơi sao đôi này fake đẹp hơn real. Thực sự không biết nói thế nào hơn. Có nhiều ông thì lại bảo là anh ơi rep 1/1 với cả real là tương đương nhau đúng không? Vỗ tay, vỗ tay.
rồi để mà giải đáp từ đầu cho đến cuối thì thực sự là nó quá là nhiều câu hỏi. Thì sắp tới thì mình cũng sẽ cố gắng làm xong cái video Q&A, cái video mà trả lời câu hỏi của mọi người ấy. Thì nếu ai có những cái câu hỏi như thế nào, những câu hỏi gì dành cho mình thì có thể comment ở bên dưới ngay video này cũng được. Để mình sẽ làm một video đấy để mình sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của anh em. Ở trên Facebook mình có đăng thì có quá nhiều người hỏi, nhưng mà hầu như toàn hỏi là anh có người yêu chưa, rồi tặng em một đôi giày em cho anh chịch đéo tin không biết nói gì cả. Nhưng nói chung là anh em có muốn câu hỏi gì thì cứ hỏi mình ở bên dưới này, rồi mình sẽ làm một video riêng để trả lời tất cả câu hỏi của anh em luôn. Và video chưa được dài nhưng mà nói chung là thực sự thì mình không biết nói gì nữa. Thì cảm ơn mọi người đã xem xong video của mình. Và ở đây nếu mà ai chưa biết thì 14 tháng 4 này mình có bay sang bên Nhật du học và mình sẽ tiếp tục làm những vlog đời sống ở bên Nhật. Có nhiều người thì bảo mình là sang đấy gặp senpai Snoopy nhé, rồi giao lưu với cả anh Snoopy nhé, các kiểu. Thực sự là nếu mà ở vùng khác thì mình không biết, nhưng mà nếu mà ở vùng gần mình thì chắc chắn là mình sẽ đi gặp senpai rồi. Nói chung là như vậy. Nói chung anh ấy là một hai bit rồi. Thực sự là không, anh ấy thì mình cũng thấy bình thường. Nhưng bao người thì anh ấy thực sự là anh cũng cố gắng, anh làm, anh dành dụm, anh mua được giày, đấy là giỏi rồi. Thì nói chung là tiền của người ta tự mua được thì nó không gọi là rich kid. Nói chung là bây giờ chắc có khi mình cũng phải làm một video nói riêng về cái câu rich kid. Tại vì rich kid nhiều người ta cứ hay áp dụng bừa vào các gọi là mọi người, người ta cứ thích nhỏ tuổi là xong rồi nhiều đồ hai bit là đặt là rich kid. Chứ thực sự rich kid nó nghĩa là mình sẽ làm một video khác, chứ thực sự nói ở đây thì nó sẽ rất là dài dòng. Ok, nói chung là đây là một đôi zebra đầu tiên của mình. Cảm ơn mọi người đã xem xong video của mình. Và nếu thấy hay cho mình một like và một subscribe YouTube channel và comment những ý kiến của mọi người ở bên dưới. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.